dừng lại, để hình của em tao lên bàn thờ. Con phải đưa ba mẹ con đi. Để lên. Khánh, con tính đi đâu vậy? Đi đâu cũng được, miễn ra khỏi căn nhà này. Mày muốn đi đâu cũng được, phải để em tao lại. Nghe lại ba đi con. Ba không cản con được. Nếu mày muốn đem ba mẹ mày đi, mày phải bỏ cái xác mày lại. Được, cái xác này là do ba nuôi lớn, hôm nay con trả nó lại cho ba. Khánh, sống mà bị xem là một thằng vô tích sự, một thằng giống ân bội nghĩa, sống mà mất tự do, về sống làm chi nữa? Khánh, Khánh. Mau, thằng khốn. Khánh, đây là lỗi của dì. Khánh, dì xin lỗi với con. Anh Hai, đây là lỗi của em. Em không có lỗi gì hết, tất cả là do nó. Do nó. Anh Hai, em sợ anh biết chuyện em lừa dối. Vì em yêu Khôi, mà ảnh là của Nhung, cho nên em là người dựng lên chuyện này. Không lẽ cái chuyện mà Nhung tới nhà tính đêm đó là do em dựng ra hả? Cho nên em lấy điện thoại của Tính hay nhắn cho Nhung, rồi báo cho Khôi tới đánh ghen. Thiệt ra tất cả mọi chuyện là do cô à. Chúng cô đã hại anh em chúng tôi, làm cho anh em chúng tôi huynh thể thương tàn. Cô gây ra cảnh tan đàn sẽ nghe. Cô thiệt là độc ác. Em xin lỗi. Từ lúc Khôi mất, em ăn chay niệm Phật. Em xin Khôi và Nhung tha thứ cho em. Anh Hai, anh Hai và cháu Khánh đã nghe chính miệng nó nói rồi đó. Nếu không nhờ mệnh khích của chú Tính thì làm sao, làm sao mà tôi biết được. Cô hại anh em tôi ra nông nỗi này. Ha ha.